Xin chào các bạn. Video này mình chia sẻ với các bạn nội dung đó là hướng dẫn phòng ngừa đầu dẹt cho bé. Và một ngày đẹp trời sau khi gội đầu cho bé này, hoặc là sau khi cắt tóc cho bé, lúc này bé đã tầm khoảng 2-3 tháng tuổi, bạn đột nhiên phát hiện ra đầu con mình bị dẹt một bên. Lúc này bạn rất hoảng hốt và lo lắng, không biết có ảnh hưởng gì đến não của bé không. Và một lo lắng nữa rất đáng để lưu ý đó là có ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bé không, bởi vì như thế này bạn sẽ sợ bé bị xấu, và liệu có làm thế nào để chữa được không, để cải thiện cái tình trạng đầu dẹt này cho bé được không. Trong video này mình sẽ giúp các bạn giải đáp cái vấn đề này. Trước tiên đó là mình sẽ trả lời ngay, đó là cái vấn đề đầu dẹt này nó không ảnh hưởng đến não bộ của trẻ, hầu như không có ảnh hưởng gì đến tình trạng não bộ của trẻ, nó chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ thôi. Tức là nữa là mình sinh em bé ra cái đầu rất tròn trịa, rất đẹp, nhưng mà sau một thời gian không để ý kỹ, một vài tháng tự nhiên đầu con mình dẹt đi thì tất nhiên là mình sẽ rất buồn rồi. Mình sẽ rất tự trách bản thân mình là tại sao con lại như thế này, tại sao mình không để ý kỹ hơn. Bởi vì thực ra thì cũng nhiều lúc cũng khó, khi mà nhiều em bé mà tóc tốt ấy, thế là tóc nào cũng xù lên trên đầu như thế này và làm cho chúng ta khó nhìn hơn, khó phân biệt được hơn nếu không quan sát một cách tỉ mỉ, hoặc là bạn thường xuyên đội mũ kín cho em bé thì chúng ta không quan sát được, hoặc là cái độ dẹt nó còn nhỏ một chút thôi thì không để ý kỹ thì không phải lúc nào chúng ta cũng quan sát được. Nguyên nhân vì sao mà trẻ có cái tình trạng đầu dẹt này, thì như các bạn biết đó là khi trẻ nhỏ trong những tháng đầu là chúng ta sẽ thường xuyên cho trẻ ở tư thế nằm ngửa. Mà hội đồng nhi khoa cũng khuyến cáo rằng cho trẻ nằm ngửa trong 6 tháng đầu đây là cái tư thế thích hợp, bởi vì nó giảm được nguy cơ xảy ra hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ, hội chứng đột tử mà không rõ nguyên nhân đấy. Người ta thấy là nằm ngửa thì sẽ tốt cho em bé như thế. Tuy nhiên thì đó là trong khi nằm ngửa, cái khung xương sọ của em bé còn mềm, các bạn biết nó là nó thể hiện cái chữ là thóp trước và thóp sau của em bé. Đấy, cái xương sọ của em bé nó chưa cứng, nó còn đang trong quá trình hoàn thiện để liền dần. Khi cái khớp ở các cái xương sọ nó rất linh động và cái hộp sọ của trẻ còn mềm, nó nếu mà bị khi mà bị ảnh hưởng bởi tác dụng của trọng lực khi mà nằm đấy, nên là đầu em bé sẽ dễ bị dẹt đi. Ví dụ tập quyền nào nó phụ thuộc vào cái tư thế, khi mà bạn cho bé bú nằm một bên với cái thói quen mà em bé nằm một bên, mẹ nằm một bên như thế này dưới tác dụng của trọng lực thì đầu em bé dễ bị dẹt hơn. 6 tháng đầu thì xương còn mềm, thóp thì rộng đấy, và em bé thì lại duy trì ở tư thế nằm nhiều, nên là những cái điều kiện mà dẫn đến điều kiện thích hợp, nên là dẫn đến cái tình trạng đầu dẹt của em bé. Dẹt một bên theo xu hướng trọng lực, tức là khi bắt đầu cái bên này nó hơi dẹt hơn so với bên kia rồi, theo cái xu hướng của trọng lực thì em bé lại càng thích quay đầu về bên này hơn đấy, càng nghiêng đầu về bên đấy. Các bạn biết là đó là do trẻ con có cái tính đó là khi tiếp xúc với môi trường ban đầu, bé sẽ cảm nhận xung quanh bằng tất cả mọi giác quan, tức là bằng thính giác, bằng thị giác, bằng khứu giác, nên bé sẽ có cái nhu cầu là hướng về phía ánh sáng và tiếng động. Nếu mà bạn có kê đồ trong nhà theo cái kiểu đó là lệch về một bên, tức là giường các bạn hay kê sát vào tường, cửa một bên, nếu các bạn duy trì một cái hướng này, tức là bé nằm bờ giường này, bé có xu hướng là hướng về phía ánh sáng và nguồn tiếng động, bé sẽ duy trì cái tư thế là hơi ghé đầu sang bên đó. Thì giờ nó sẽ bị dễ làm cho cái tác dụng của trọng lực, cái xương khung xương còn mềm thì nó sẽ dễ làm cho đứa em bé dẹt đi, và khi đó bắt đầu dẹt thì em bé lại càng thích quay về cái hướng đó. Cũng giải thích một số trường hợp vì sao, đó là khi con mình bắt đầu có hiện tượng đầu dẹt thì các mẹ cố gắng là cho con nằm ghé ngược lại đầu bên kia thì một lát thôi, sau đó bé ngủ, bé lại cứ quay lại về cái hướng cũ, tức là rất khó để chỉnh đầu. Bạn vừa chỉnh đầu em bé về cái hướng ngược lại cho khỏi dẹt thì bé lại quay lại ngay cái hướng dẹt ban đầu, bởi vì đó là do cái thói quen theo cái hướng của trọng lực, nên rất khó để sửa phương pháp sửa phải sửa kiểu khác. Chúng ta sẽ không sửa bằng cái cách là giữ nguyên tư thế nằm và điều chỉnh đầu cho em bé được. Thường thì chúng ta không giữ được cái tư thế đấy liên tục và gây mỏi cổ, gây khó chịu cho em bé. Cái thời điểm mà phát hiện ra cái tình trạng dẹt đầu thì phổ biến nhất đó là khoảng 4 tháng. Thực tế thì với những cái trường hợp mà dẹt đầu ít
thì khi em bé lật ngược lẫy trở lại lẫy á, nằm ở tư thế bụng nằm sấp xuống thì có sự tự cải thiện đến khoảng 6 tháng là hầu như là sẽ cải thiện được, nhưng sẽ có một cái trường hợp là bẹp đầu quá nhiều, tức là cái độ dẹt thì nó cao lên thì sẽ không cải thiện được hoặc là cải thiện rất ít. Qua 6 tháng rồi thì vẫn thấy tình trạng là đầu còn méo, và có nhiều bé là sẽ không cải thiện được, sẽ duy trì cái tình trạng đầu bị méo đấy cho tới khi lớn lên. Và một phần nữa nhắc lại với các bạn đó là dẹt đầu này thì sẽ không ảnh hưởng đến não bộ của bé mà chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ thôi, nên chúng ta sẽ cần có cái phương pháp phòng ngừa ngay từ đầu. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian cho bé nằm sấp trong ngày để làm giảm cái áp lực ở trên vùng đầu của bé. Trong tháng đầu tiên thì bạn có thể cho bé nằm bụng, và cái tư thế đó nằm trên bụng của chúng ta, tức là cái người bê bé. Trong tháng đầu tiên mỗi ngày khoảng 3 lần, mỗi lần 10 đến 15 phút. Khi ra tháng rồi khi bé đã cứng cáp hơn, bạn bắt đầu áp dụng nằm massage cho bé, thì trong cái thời điểm bạn có thể cho bé nằm sấp xuống để massage trong ngày, và kết hợp với những khoảng thời gian nằm bụng, tức là trong một ngày ít nhất 3 lần như thế, thì được tạo cái sự thư giãn thoải mái và giảm cái trọng lực vùng đầu cho bé. Đấy là phương cách đầu tiên, phương pháp đầu tiên cần chú ý. Tiếp theo, đây là vấn đề cần chú ý nhất để phòng ngừa, đó là chúng ta phải thay đổi bên nằm và hướng nằm của bé. Bởi vì chúng ta có xu hướng như thế này, khi mà giường hay là cũ của bé kênh cố định ở một chỗ, tại giường của cũ này, cái vật nặng này thường chúng ta để cố định một chỗ, chúng ta kê và cho thói quen, ví dụ là chúng ta luôn cho bé nằm bên trong, chúng ta nằm bên ngoài để không bị sợ, tức là đem bé nó bị lăn ra ngoài rồi bị bò. Thế là với người lớn chúng ta thì luôn có thói quen như thế, tức là ví dụ đây là đầu giường, kia là cuối giường, thì chúng ta luôn nằm như thế, duy trì một cái thói quen như thế. Nhưng với trẻ em thì chúng ta cần thiết đó là các bạn phải đổi đầu giường cho bé, tức là hôm nay đầu giường bé nằm hướng này, chân giường ở hướng này, thì đến ngày hôm sau bạn phải quay ngược lại. Chúng ta chỉ cần đổi cách ngày thôi chứ không đổi liên tục hàng giờ nhá. Nhiều mẹ lo lắng quá thì cứ đổi cách giờ lại đổi lại, chúng ta không cần thiết như thế, chúng ta đổi theo ngày. Bởi vì giường và cũi là cái vật cố định, chúng ta không thay đổi được vị trí rồi. Ví dụ cửa hướng sáng của mọi người đi ra đi vào và nói chuyện thì luôn ở hướng này, thì bé sẽ luôn có cái xu hướng là hướng về hướng sáng và hướng tiếng động. Nên chúng ta sẽ thay đổi tư thế bằng cách đổi đầu cho bé, đổi đầu giường vào cuối giường cho bé, thì bé tự đổi ngược lại. Khi bạn đổi ngược lại như thế thì bé sẽ vẫn hướng sáng ra cái cửa, nhưng cái đầu của bé đã được hướng quay hướng ngược lại. Như vậy là chúng ta đảm bảo được đó là đầu bé được luân chuyển quay bên này quay bên kia để vận động cái vùng cổ vùng đầu của bé, tránh cho cái trọng lực luôn dồn về một hướng gây ra cái tình trạng đầu dẹt. Đây là cái phương pháp phòng ngừa tốt nhất mà các bạn cần chú ý để làm cho bé, để tránh cái tình trạng đầu dẹt. Tuy nhiên thì sẽ có một số bé đó là dù bạn làm những cách này vẫn không giải quyết được, vẫn có cái tình trạng đầu dẹt. Hoặc là khi bạn cho bé quay ngược lại đầu rồi thì bé vẫn quay về hướng quen thuộc, quay ngược vào cái hướng trong tường mà không quay về cái hướng ánh sáng, thì lúc này bạn cần cho bé đi khám bác sĩ. Hoặc là cái tình trạng đầu dẹt của bé quá nghiêm trọng, thì bạn thấy dẹt quá nhiều, thì bạn cũng cần cho bé đi khám bác sĩ để có thể thứ nhất đó là loại trừ những nguyên nhân vì bệnh lý bẩm sinh. Bởi vì nếu bé có cái tình trạng vẹo cổ bẩm sinh ấy, thì bé có xu hướng là sẽ nghẹo đầu sang một bên, sẽ luôn quay sang một bên, thì bé cũng sẽ bị dẹt đầu bên đấy. Hoặc là bé có những cái bệnh nền về cái tình trạng biến dạng xương, mặc dù là rất hiếm, nhưng mà chúng ta nếu cái tình trạng dẹt đầu của em bé quá nặng mà khi chúng ta đã làm rất nhiều biện pháp phòng ngừa trước đấy rồi mà vẫn xảy ra, thì chúng ta sẽ cho em bé đi khám để bác sĩ kiểm tra và loại trừ những nguyên nhân này. Như vậy tổng kết ở video này lại có thể nói với các bạn đó là dẹt đầu không gây ảnh hưởng đến não bộ của bé, chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ thôi. Và chị em phụ nữ và các bà mẹ chúng ta đều không thích cái yếu tố ảnh hưởng đến thẩm mỹ này, nên chúng ta sẽ cần cố gắng để phòng ngừa cho con mình, đó là thay đổi thường xuyên cái hướng nằm của bé theo mỗi ngày, để bé luôn cổ bé có thể hoạt động thoải mái về các bên và hướng về cái nguồn ánh sáng, nguồn tiếng động. Đây là cái phương pháp hữu hiệu nhất. Thêm bên cạnh đó là hàng ngày cho bé có thời gian nằm bụng, tức là nằm sấp đấy, khoảng 3 lần một ngày, mỗi lần từ 10 đến 15 phút, vừa tốt cho bé và cũng chống được cái tình trạng bẹp đầu này. Khi đã có cái tình trạng bẹp đầu xảy ra ấy, thì bạn cũng ngay lập tức là
sửa cho bé bằng cách đó là cho bé nằm với cái tư thế ngược lại với trước đó, và chúng ta duy trì cái tên này lâu hơn trong vài tuần, là chúng ta nằm ngược lại để bé quay đầu bên kia xem bé có cải thiện được không. Có một số trường hợp thì đẹp đầu ít thì bé có thể cải thiện được, nhưng mà có một số trường hợp thì cái tình trạng bẹp đầu nhiều chúng ta chỉ cải thiện được một phần, không cải thiện được hoàn toàn, thì nói chung là các mẹ cũng không cần lo lắng quá. Nếu có thắc mắc gì các bạn hãy comment dưới video, mình sẽ trả lời. Và nếu thích các bạn hãy đăng ký kênh của bác sĩ Đoàn Thị Mai để được giải đáp các thắc mắc và nhận thêm nhiều video hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.